thi công trồng thầm xin ố và dân lắm dân cháu nghe án mang dặn lành nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, đôi thi công trồng thầm hoang thủy cầm cóm trồng thầm xong lãng trên một lớp vừa bảo vệ con đâu ngoại thôi nó đâu nữa cây nữa. Ông thoát gì căn rửa lên được lên đâu nó tập lại nước vô cái lên dốc ra luôn. Đó luôn. Nút mẻ dày. Quá. Mấy số nữa ông Phước? Hết rồi. Có lẽ nó còn số nữa nhá. Hết luôn à? Hết chưa? Rồi ván nó còn mấy số nữa. Có mà nó xe bo nữa. Ờ. Với ông ở đây mà ngủ luôn. Thì mới xuống kho đây tí để lau cái cảnh này luôn. Ôi chui số đây, khoan đô đây.